Là thân sinh cho nhau. Cái còn kia là anh trai
Thế còn các bà thì lại bên này là càng anh tình trạng trong gia đình là coi anh trai chị ruột. Thế còn có báo cáo mà hai bà kia là chị cả nhất các cháu của anh đâu thì cũng là ruột mình rồi ruột thì thôi báo cáo các thầy nắm bắt đấy. Còn các đôi kia nhậu anh là ông mình cả còn gì ông kia cũng là ông bút thế cho nên là đây là toàn các ông anh các bà chị nhau báo cáo các thầy nắm bắt được. Và trước tiên gia đình tôi xin ông đại diện họ nhận lại xin lỗi cái này cái này đóng hay tốt hôm nay đây là những chính sách tiên Rồi. Sao ông đi mai
quê hương dịu dàng thấy bát ngát không tay. Em sẽ là cô dâu ngoại hành, anh dương về quê thăm nội thành, dâu hiền dễ tháo đẹp biển bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh hàng xóm luôn sẵn sàng giúp đỡ em kiểu. Cả nhà nhìn đây, cả nhà nhìn đây anh này, nhìn cái cháu chụp ảnh này, làm một kiểu nhá. Chúng chó bắt đầu. Thế cái gì? Bạn anh bên 2/3 thì em bên có một phần. À, các bạn ơi, nhìn đây này, chú quay phim nào. Cười nào, cười nào. Xin phép gia đình của nhà gái, tôi được sự ủy quyền của gia đình Công Minh giới thiệu thành phần đi dạng cháu như sau. Thành phần trước nhất là có bố cháu đẻ ra cháu Hạnh, thứ hai là có ông Bình là anh trai của ông Minh, là bác của cháu Hạnh. Tôi thì ông nội các vị đã biết rồi, cũng là bác của cháu Hạnh. Và bên ngoại thì có ông Vinh là bác ruột, còn cô dì chú bác các cái thành phần đây đi hôm nay là đông đủ, báo cáo với họ nhà gái là như vậy. Thế bây giờ xin nhường quyền, lẽ ra hôm trước là có ông trưởng đoàn đi, nhưng hôm nay ông trưởng đoàn là có cái lý do đặc biệt không đi được, cho nên là các cụ, các ông, các bà cũng thông cảm. Bây giờ hôm nay là có ông phó đoàn, xin có nhờ như các cô ạ, các ông, các bà. Bây giờ các hôm nay là gia đình nhà trai là vợ chồng Công Minh và anh Môn, con cháu của nhà hai gia cháu các trường của chúng ta được sự đồng ý của hai gia đình và được sự đồng ý của chính quyền. Đến ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, giờ tốt, chúng tôi thay mặt cho họ nhà trai. Trước hết là có một cái gia đình nhà ông Minh có một cái lễ là dạng hỏi các cháu. Thế thì mong cho ông cho bà kết thúc của ông nữa. Thế rồi. Cô các bà, cô dì chú bác đại diện cho hai họ hôm nay. Qua cái sự tìm hiểu của các cháu, quen biết nhau, yêu nhau, đến giờ phút này đã đến 9 buổi. Hai gia đình đã chính thức làm cái lễ cưới của năm các cháu. Để trong cái giờ phút trang trọng này, trước cái sự đón lời của nhà trai, tôi xin trân trọng giới thiệu với các thành phần. Rồi, bên phía bàn bên này cũng có các cụ, cụ các bà, các cháu và bên phía và ở bên ra trái của đây là ông Hạnh là bác của cháu Hằng, anh trai của mẹ cháu. Thế và đây là chương trình là cháu Hằng cháu chúng tôi chọn là trong giờ phút trang trọng này, chúng tôi giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn là ông Hạnh thế nào. Kính thưa các cụ, các ông bà, cô dì chú bác, tôi là bác của cháu Hằng đại diện cho nhà gái. Hôm nay gia đình nhà trai có cái lễ hỏi trong đây, tôi đại diện cho gia đình nhà gái là xin chấp nhận cái lễ hỏi của gia đình nhà trai. Hai ông chuẩn đoán bắt tay ạ, hai ông chuẩn đoán bắt tay. Mời hai ông chuyển ra. Hai ông con đi cháu cháu xuất hiện. Nhìn cháu đi, cháu đi. Chú để không phải đưa tay vào đấy. Chú để không phải đưa tay vào đấy. Hai ông. Rồi. Hai ông quay.
miếng trầu miếng tàu ngày xưa ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay ngày ngày kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khăn kín sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắt son môi duyên trầu cau đình đám duyên thắm duyên nồng thuyền đã sang sông đợi bến thuyền hương đình đám duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cầu ngày xưa ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay ngày nay miếng trầu miếng cầu ngày xưa ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay ngày nay miếng trầu miếng cầu ngày xưa ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khăn kín sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắt son môi duyên trầu cau đình đám duyên thắm duyên nồng thuyền đã sang sông đậu bến thuyền ương đình đám duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cầu ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cầu ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay Thank you.
con sò này, có sò này. Cho vào cơm xem chúng tôi và cứ việc hết và cứ chuẩn bị tám nàng
Vào đời. Vâng, kính thưa quý vị, đó không chỉ là ước nguyện của đôi bạn trẻ Thu Hằng và Đức Hạnh trong buổi trưa ngày hôm nay, mà đó còn là khát khao cháy bỏng của những đôi lứa yêu nhau. Và ngày hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018, tức ngày 10 tháng 5 năm Mậu Tuất, được sự nhất trí của hai bên gia đình và chính quyền địa phương, đặc biệt là sự tìm hiểu chín muồi của đôi bạn trẻ, hôm nay cô dâu Thu Hằng và chú rể Đức Hạnh đã chính thức nên duyên vợ chồng. Với sự hiện diện đông đủ của các cụ, các ông, các bà và toàn thể quý vị, cùng một không gian ấm cúng tại khán phòng cưới của gia đình nhà gái trong buổi trưa ngày hôm nay, cho phép Hồng Nhung xin được trịnh trọng tuyên bố lễ vu quy của cô dâu Thu Hằng sánh duyên cùng chú rể Đức Hạnh xin chính thức được bắt đầu. Xin quý vị không gian pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Có tông như cây, có cội như sông, có nguồn cây có gốc mới sinh cành nảy ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Đó là truyền thống, đó là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Và trong ngày vui hạnh phúc trọng đại hôm nay, đại diện cho bên gia đình sẽ có những lời phát biểu giao sâu và nhận sâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin giới thiệu là tôi là bác của cháu Hằng và tôi xin được đại diện cho họ nhà gái và xin được nhận cái lễ
kính cơ sầu xin dâu của họ nhà trai và cũng được chấp nhận của cháu Hạnh làm con của ông bà Hoàng Huệ, và sau đó là cũng cho phép gia đình nhà trai được nhận cháu Hằng về để tổ chức lễ thành hôn ở bên họ nhà trai. Và trong khi đó thì là bố mẹ của cháu Hằng sẽ đưa anh cháu và thương gia đình hay về tổ ai mở đường cho đôi trẻ yêu nhau. Ngày xưa hai họ biết nhau đâu mà nay lên nghĩa công chầu thông gia, và để thắt chặt hơn nữa tình thông gia giữa hai bên gia đình, xin mời nhà gái sẽ đón nhận cây dầu của họ nhà trai xin dâu cho buổi trưa ngày hôm nay. Xin hai vị trưởng đoàn sẽ bắt tay nhau và dành tay nhau một ôm thật chặt. Chúc cho tình thông gia giữa hai bên gia đình gắn bó keo sơn, mãi mãi bền chặt. Vâng, xin quý vị một tràng vào đây thật lớn, thật lớn chân để cho tình thông gia giữa hai bên gia đình. Đón cô dâu làm lễ gia tiên, có nén hương thơm kính lễ tổ lộ. Kể từ nay hai bạn chính thức lên duyên vợ chồng. Xin mời chú rể. Hôm nay pháo nổ vang trời, mẹ tặng hai đứa một lời vàng son rằng
sâu hiền dễ thảo nghe con, bỏ công cha mẹ sớm hôm tối kề, chút quà nhỏ tấm lòng son, mẹ đặng hai đứa để nuôi con sau này, nhớ sinh một gái một trai, nuôi dạy con lớn thành tài cha mẹ vui. Và xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cảm ơn tình cảm sâu sắc của cha mẹ của cô dâu Thu Hằng trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay sau đây để đảm bảo thời gian, mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đến ước, mong ngày mai con đàn trâu đóng vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con mà xem đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu.
con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng. Bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Dặn dò. Và sau đây để mở đầu cho phần trao dâu nhận rể, ban
tổ chức chúng tôi xin mời một bác đại diện họ nhà gái đứng lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, công các bà, thầy cô dì, chú bác và thanh niên nam nữ của hai cháu. Tôi là bác của cháu Hằng, đại diện cho họ nhà gái. Rồi, để ra cháu đâu đã làm đến đắc tiên rồi.
đến hai cháu đã mời các cụ các ông bà ăn trầu uống nước để các cụ các ông bà như thế này hoàn toàn để bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu đã trầu uống nước để vui mừng hạnh phúc cho hai cháu được như là trăm năm hạnh phúc đầu bạc trăm năm và mừng cho năm cháu có hoa mừng hoa có lúa mừng lúa xin chân thành cảm ơn. Lúc nào cũng tràn trề lay láng như thế này ạ.
Mong rằng cuộc sống của hai bạn sau này, tình yêu của hai bạn sẽ mãi mãi màu hồng và tình yêu sẽ tràn trề như thế này ạ. Dạ vâng ạ, ban tổ chức chúng tôi một lần nữa xin mời bố mẹ của chú rể cùng bước lên sân khấu ạ. Và hai bác đại diện cho hai bên gia đình khẩn trương bước lên sân khấu để hai cháu có chén rượu cầm. Chúc chúng tôi sẽ đếm từ 1 đến 3. Tất cả mọi người sẽ nâng ly lên để cùng chúc cho đôi bạn trẻ được hạnh phúc mãi mãi ạ. Dạ vâng ạ. 1, 2, 3, nâng ly đi ạ. Dạ vâng ạ. Và sau đây ban tổ chức chúng tôi xin mời hai bác đại diện cho hai bên gia đình sẽ bước lên một bước để cùng bắt tay nhau để cùng nắm chặt tình thông. Ngày vui hạnh